sao bây giờ đàn ông con trai đẹp quá vậy ta? Trời ơi, nhìn cơ bắp này. Đá nhưng mà mình cũng đẹp như vậy thì đâu có ế. Tại sao? Tại sao ông trời không ban cho mình một cô gái mà tự động đến với mình mà mình không cần chinh phục chứ? Ở một mình hả? À đúng rồi, anh ngồi một mình. Oppa, anh có nhớ em không? À, tuy chỉ mới thôi nhưng mà anh nhớ em. Vậy anh gọi tên em đi. À, anh nhớ em Lan à? Hả? À Linh. Cái gì? Tại anh bối rối quá cho nên là anh... Anh này kỳ quá à. Anh không nhớ em hả? Em Long nè. À, đúng rồi, Long. Long của anh. Long của anh. Ba, anh đáng ghét thiệt đó. À, đừng giận anh mà, anh thương. Bây giờ em qua phòng của anh được không? À, phòng anh nó hơi bừa bộn, sợ. Không có sao, nó bừa ở chỗ nào á thì em dọn ở chỗ đó. Mà nè, anh có yêu em không vợ? Anh yêu em. Vậy anh nói lớn lên là anh yêu em đi. Anh yêu em. Hả? Em nghe không rõ, anh nói lớn lên đi. Anh yêu em, anh yêu em. 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 Này cậu kia. Dạ, xin cậu hãy tự trọng. Đừng có ỷ mình đẹp trai rồi muốn nói gì nói. Rồi muốn lái gì lái. Cái gì? Không. Nói cho cậu biết. Tôi là người đã có tội. Ok. Tôi không muốn nghe cái điều đó. Làm ơn tự trọng đi. Tôi đẹp nhưng không có dễ dãi. Đừng có mấy gái như vậy. Nhớ hãy tự trọng đó. Nãy giờ là hiểu lầm thôi. Bây giờ mình đi qua phòng anh. Dạ, vậy giờ anh qua anh đón em đi nha. Ôi, nãy giờ là nói chuyện điện thoại hả? Này cậu kia, tại sao vậy? Tại sao vậy? Người ta bỏ đi từ nãy giờ, không biết đuổi theo. Hả? Đứng lên. Đứng lên. Đứng lên đi. Phải có trách nhiệm với lời nói của mình. Dám nói dám làm, dám yêu là dám rượt theo. Đừng có để mất trước tầm tay mình. Và đặc biệt là người sống có trách nhiệm, nhớ chưa? Và em đồng ý với lời anh nói yêu em. Em đồng ý với lời anh nói yêu em. Nói là em đi. Là sao anh? I love you. Cố cục xin cô tự trọng. Trời ơi, con lạy cô luôn đó. Mẹ.
Sao đàn ông bây giờ dễ nói tiếng yêu quá vậy? Đúng là hồng nhan bạc phận.